Chạy các bạn kinh xe khoảng cách 24 giờ. Accenter trên 10 độ đèn của Yamaha R120. Yamaha 150 độ đầu đèn của R1 2015 do kỳ chế mũ thực hiện. Không thể hiện từ phủ nhận vẻ đẹp bí ẩn của chiếc thiết kế đầu R1 2015. Nó bật với cặp mirrorless và hai đèn gương cầu chiếu sáng chính. R1 phiên bản 2015 đã bước ra một diện mạo đột phá của Yamaha R xe mẫu Sport 1000 phân khối của mình. Chủ nhân là chiếc Accenter 150 của Sài Gòn đã giải phẫu thẩm mỹ cho chiếc xế cừng của mình dựa trên chiếc R1 2015. Kết quả rất ấn tượng và độc đáo, cùng với chúng tôi ngắm chiếc xe này nhé. Accenter đã khoác lên mình đầu đèn R1 2015. Ngoài bộ đầu đèn khá bắt mắt thì một số món đồ chơi tinh tế đã tăng thêm phần hầm hố cho chiếc xe. Nó bật là cặp phuộc upside down màu vàng, cặp mập sơn màu đỏ, đúng tông với màu chính của xe là đỏ đen. Ốp trước khoét lên mình hốc gió như R1 2015. Hai đèn mirrorless chính hãng của chiếc Accenter cũng được bịt kính hoàn toàn, thay thế bằng hai đèn LED rất tinh tế. Đèn gương cầu nhỏ cũng đặt ở phía dưới theo đúng phong cách của R1 2015. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share những subscribe.